chào các bạn, mình là Jane đây. Và trên chuyến bay về Mỹ thì mình đã bị Instagram điều khiển. Định cư ở sân bay Nhật hay là đi về Mỹ? Mình muốn mang cái này về. Jenny Slimy. Nhìn đây tình trạng vali hiện tại của mình. Mình không có nhét nó vừa. Để lần sau quay lại lấy nó. Lần sau là chuyện nào mình cũng chẳng biết. Sorry, mình sợ nó bé lắm. Hello các bạn. Bây giờ là 12 giờ tối ngày hôm sau. 12 giờ đêm ngày hôm sau. Không, ngày mình đi về Việt Nam. Nhưng... Không, quên. Ngày mình đi về Mỹ. Nhưng mình đã hỏi các bạn là mình nên thức tới sáng luôn hay là ngủ để lấy sức. Và các bạn đã nói là mình nên ngủ để lấy sức. Các bạn rất là quan tâm đến sức khỏe của mình. Như hai cái lệch nhau 4% thôi. Thì bây giờ mình sẽ ngủ. Kẻ cổ không thở được. Bây giờ mình sẽ ngủ. Trời, mới ngủ được có 3 tiếng à. Hello các bạn. Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng. Và mình phải đi về Mỹ. Không sao em. Thì mình đã hỏi các bạn là mình nên mặc áo bánh mì chấm sữa hay là có cái cà phê phin bạn trai với bánh mì. Và 52% các bạn đã nói bánh mì chấm sữa, 48% các bạn nói cái này. Mình thấy cả hai cái nó cùng Việt Nam. Đen trên xuống cái gì nhìn hơi giống xã hội đen luôn rồi các bạn. Nhét cái này vào. Đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Và tình hình mình đang ở đằng sau với nguyên cả đống vali. Các bạn đừng lo, không phải của mình hết đâu. Không có khùng đến mức đó. Mình phải rẽ qua ga quốc tế chứ không phải đi ga trong nước nữa. Đau lòng quá. Sân bay lúc 4 giờ rưỡi mà đông dữ vậy. Giờ mình làm thủ tục và các bạn biết vali của mình nó mập quá. Bị chê nặng kìa. Nhưng sau đó mình vào cái phòng chờ quá lời Việt Nam này. Cùng phòng chờ mình đi 2 năm trước. Mình đã bắt cơ hội để tạo chú teo cuối cùng của mình. Bên Mỹ không có đâu. Ngồi đây ăn xôi và ngắm máy bay bay. Mình vẫn còn cái tô cao lò chơi gặp của mình để nhớ đến Hội An. Các bạn đừng nói ai, nhưng mình sẽ ráng trôn chú teo qua Mỹ. Mình sẽ bay nó qua Mỹ cho nó vào ngăn đông và giữ nó mãi mãi. Và mình đã lên máy bay cùng hãng với lần mình đi. Và chuyến đi sẽ dài 6 tiếng bay đến Nhật. Và bây giờ mình chờ máy bay rời Việt Nam thôi. Hơi buồn nhưng cũng hơi buồn. Ở đằng sau khẩu trang là cái nỗi buồn của mình. Ôi, mình quên là mình đã hỏi các bạn là mình nên mang giày nào. Lựa chọn giữa giày Nike chuối, đôi Crocs quá là sến. Hoặc lựa chọn phạm luật nhất đây là đi chân đất đi. Khả năng lớn mình sẽ bị cấm lên máy bay, không biết rồi nha. Nhưng rốt cuộc thì các bạn đã chọn 56% giày Crocs. Nhưng thứ nhì lại là đi chân đất. Mình rất là không muốn giống mấy người này. Nên hên quá là đôi Crocs đã thắng và nó còn nhìn ngầu nữa chứ. Nhưng vẫn buồn. Nhưng mình còn hơi nhiều video Việt Nam để chỉnh nên bây giờ mình phải bắt đầu chỉnh. Hôm thực hỏi cái video cho các bạn coi. Nhưng bây giờ máy bay sắp sửa cất cánh nên mình ngồi đây thôi. Ngồi đây nghe cả đống tiếng Nhật mình không hiểu gì hết. Và úp máy bay đang di chuyển. Nhưng không biết bao lâu nữa mình mới quay lại sân bay Tân Sơn Nhất này nữa. Hiện tại đang bị kẹt xe phiên bản máy bay. Máy bay phải xếp hàng đợi nhau chứ đâu có thể bay cùng lúc được. Nhưng mình đã chờ đây 30 phút rồi. Nhưng không sao, với cộng thêm 30 phút ở Việt Nam phải không? Nhưng 30 phút này chỉ ngồi đây ngắm thì chứ không có làm gì được hết. Ok, đến lượt máy bay mình rồi. Mình đã cảm nhận cái máy bay nó rung rung nên chắc phải rời Việt Nam rồi. Mình đang chảy nước mắt trong lòng. Tuy mình đã sinh ra ở đây và ở đây cho 14 năm, ở bên Mỹ 2 năm rồi quay lại đây mới cảm giác như là Việt Nam nó khác biệt và đặc biệt như thế nào. Thật sự là 3 tuần vui nhất mình đã bao giờ trải nghiệm. Mình chưa có kế hoạch là chừng nào mình sẽ quay lại, nhưng mãi yêu Việt Nam. Ồ, và yêu các bạn nữa chứ. Nếu các bạn yêu mình thì các bạn hãy bấm nút đăng ký. 1/4 nút kim cương nó xảy ra rồi, tên chưa các bạn. Nên một tiếng tiếp theo là 1/2 nút kim cương không? Thôi quả cáo lố quá con nè. Nhưng giờ mình đang bay lên mây. Và các bạn có nhìn thấy cái đỉnh của cái tòa nhà cao nhất Việt Nam không? Mình đã mới trên đó vài tuần trước. Mình kia. Nhưng giờ mình phải chăm chỉ chỉnh video hơn thôi. Cuối tuần sẽ không có video cho các bạn đâu. Nhưng cái buồn cười đó là trong các video Việt Nam của mình, chỉ mỗi video máy bay là mình đang trong lúc mình đang ở Việt Nam thôi. Còn lại thì mình đang ở bên Mỹ. Không ai biết đâu, tính ra bây giờ mình nói nên mọi người biết rồi. Tốc độ chỉnh video hơi lâu. Úp với tiết mục chỉnh video mình đã bị tạm dừng bởi cái bàn. Mình đang ráng giải thích cái nước ngố ngố mình uống được chứ. Mình không chắc nếu cô hiểu không nữa, nhưng cái ngón tay mình đang bị xước. Mấy thằng này đau thiệt luôn á. Kéo khẩu trang xuống. Như lần trước mình nói thì cái nước này nó khá là bất thường. Ngọt ngọt chua chua hơi cay chút xíu. Nhưng mình lại thèm nó. Chờ rớt lên máy tính là khỏi cái video cho các bạn coi luôn đấy. Chuyện đó đã xảy ra 4 năm trước. Xong rồi có mấy cái bánh gạo này nữa. Và kiểu là nó cũng không có ngon lắm, nhưng ăn nó vui vui cái miệng. Ăn chơi xong rồi thì mình sẽ gọi món chính. Bình thường mình sẽ tự chọn, như hôm nay là các bạn là điều khiển mình nên mình phải cho các bạn chọn. Hai lựa chọn thì là đồ Âu hay là đồ Nhật. Nói thật ra thì cả hai cái mình đều thích. Và để đa dạng hơn thì mình còn có lựa chọn thôi nhịn đi mặt cười.
Thì nếu các bạn chọn lựa chọn nhịn đi thì mình cũng hơi bị uổng tiền. Chắc các bạn không làm mình uổng tiền đâu. Và cái kết thì các bạn đã chọn cái món này. Các bạn hay đoán là món gì? Mình thấy cũng khá là dễ đoán, là vì kiểu là nhìn thấy cái súp này là biết ngay là món Nhật. Nhưng kết quả rất là gần, cách nhau 3% thôi. Và 15% nhịn đi. Và phần đồ Nhật này kiểu là lẫn lộn tất cả món luôn. Mình cảm giác là phần ăn này nó màu mè hơn là cái cầu vồng luôn các bạn. Mình ăn trên máy bay mình toàn là sưu tập mấy cái đồ cầu tóc này, lưu niệm cho từng phần ăn trên máy bay của mình. Mình mong hôm nay sẽ cộng thêm 4 cái. Và một sự việc nhục đã xảy ra, đấy là mình đang ráng xếp cái đĩa mình nhìn nó rất là fail. Và trong lúc đó thì cô tiếp viên đã tới rót trà cho mình. Oh my god, cô ơi cô hãy coi như là không có chuyện xảy ra. Thưởng thức thôi. Đầu tiên thì là cái cây này có hai cục. Đây chỉ là lương với trứng. Và cái món bí ẩn này, ăn rồi nhà trên máy bay kiểu là trò chơi đoán đồ ăn á. Hình như đây là con nghêu hay gì đó, nhưng nó hơi ngố. Và mình gấp sao mà cơm nó dằn tuốt xuống đó luôn, trời ơi. Không sao, mình đã lụm lên. Rồi ăn cái này. Đoán coi đây là gì ha. Và cái cục bí ẩn này nữa. Nó hơi dai dai, nhưng đây là đâu. Và mình không có đoán được cái này, chắc mình ngu mạnh bạo luôn. Như đây là miso soup. Và đây là xà lách khoai tây kèm theo cái rau này mình thích ăn. Và trứng ngọt ngọt, các bạn ăn đi. Và đây là cái cục gì đó nhưng nó chiên. Và khi mình ăn nó vào thì kiểu là nó có phô mai và nó tôm tôm. Và đây chính thức là món ngon nhất trong cái phần ăn này. Và trái miệng thì là trái cây. Ồ, nhưng mà trái miệng thứ hai thì là cái bánh này. Nó rất là ngọt, nhưng nó rất là ngon, giống như hệt như cái bánh mình đã ăn 2 năm trước trong cái máy bay này luôn các bạn ơi, các bạn nhớ không? Và mình đã mới khám phá ra là cái phần ăn này nó giống như hệt như là cái phần ăn mình đã ăn 2 năm trước trong máy bay. Mình đúng là có duyên luôn. Sau khi ăn no nê quá là phê thì mình đã hỏi các bạn là mình nên ngủ hay là thức. Hồi nãy mình ngủ tổng cộng có 3 tiếng à. Và rốt cuộc thì hôm nay các bạn muốn giữ sức khỏe của mình, 6-7% các bạn muốn mình ngủ. Nên giờ mình ngã ghế xuống, trời nó bị kẹt. Thành giường nằm và ngủ thôi. Nhưng bây giờ vô duyên lại mất đi toilet. Nên mình đã xỏ dép vào và nhảy vào toilet. Đây là một địa điểm quá là quen thuộc đến những bạn mà xem video máy bay của mình. Và nhà vệ sinh này kiểu là có gương trong mọi góc. Nhưng mình nên dừng tự ngắm mình để người ta còn vào đi toilet nữa. Mình đã quay lại sau tiết mục toilet và mình thấy là nguyên cái khoang máy bay nó đang rất là phù hợp cho cái tiết mục đi ngủ của mình. Và ok, bây giờ mình đi ngủ thôi, tạm biệt các bạn. Tính ra bây giờ là 10 giờ sáng giờ Việt Nam á. Tớ sẽ gọi đi ngủ sớm hay đi ngủ trễ ha. Chào buổi sáng các bạn, thật ra bây giờ chào buổi trưa rồi nhưng hello. Thì sau giấc ngủ một tiếng của mình thì mình đã chảy nước gì đó từ miệng mình ra tùm lum tùm la cái khẩu trang. Nên giờ mình thấy cái mới nè. Sự việc này không có mình để xảy ra, tự lên máy bay nó lại xảy ra, trời ơi. Nhưng mình đã quay lại toilet để kiểu là tỉnh ngủ hơn. Mình vẫn còn đang say ngủ. Không. Mình vẫn còn đang ở trong giấc ngủ luôn. Nên mình xài chiêu này để tỉnh ngủ. Oh yeah, quá là tỉnh ngủ luôn. Còn nhảy nhảy nữa kìa. Và ngay lúc mình quay lại thì máy bay nó đã đáp xuống Tokyo rồi. Mình rất muốn ở lại Nhật chơi nhưng không có xảy ra được đâu các bạn. Đây là lần thứ hai đi Nhật trong hè này nhưng không có được đi ra ngoài. Chỉ được nhốt trong sân bay và ngắm cái máy bay hồng lại từ xa thôi. Máy bay này sến thiệt đấy. Mình không có nhu cầu mua sắm nhưng mà chỉ nhu cầu ăn thôi. Nên giờ mình đang tìm cái phòng chờ. Đây có phải là phòng chờ của mình không? Nhìn nó cũng vui vui, hơi muốn vào nhưng chắc mình vào là người ta đủ ra luôn. Nhưng mình đã vào phòng chờ và tô mì này đã chào đón mình. Đây là cái tô mì mà lần trước mình không có ăn là vì mình no quá. Và các bạn biết sao, đây còn có cả đống mấy cái món mì, ramen, mì đủ thứ nữa. Nhưng mình quá là no rồi, uống quá. Và bây giờ mình đã làm cái sự uổng đó, nó hết uổng là vì bây giờ mình được thưởng thức tô mì ramen tại Nhật luôn, bù đắp cho cái sự không được ra ngoài của mình. Và đúng là Mỹ và Nhật có khác. Hello các bạn, mình đã hỏi các bạn là mình nên định cư ở sân bay Nhật hay là đi về Mỹ. Và đợi, mình quên rồi, khoan. 46% các bạn nói là mình nên định cư ở đây. Thật ra đây sẽ là mình định cư tại sân bay, không ổn. Và 54% các bạn nói là mình nên đi về. Hên quá. Mình sẽ không có ở đây. Với lại mình ở đây mình đâu có ra ngoài được đâu. Đâu có visa đâu. Nên ở đây sẽ là ở bên Nhật nhưng không ở bên Nhật. Giờ ăn tiếp thôi. Và ở đây thì có cơm cà ri thần thái. Oh yeah. Cơm cà ri ăn tại Nhật cũng có khác thiệt. Nói chung sân bay Nhật là chỉ có ăn và mua sắm thôi, chứ không có gì khác. Ồ, có cái khu vui chơi con nít. Và đó là cái đó thôi. Ok. Mình còn chút thời gian nên mình đã tạo món ăn cuối cùng. Mình không biết đây là cái gì nhưng mình đã lấy đại. Nó là bánh gì đó không chắc ngọt hay mặn nữa. Nó có hơi mặn mặn ngọt ngọt xíu như hơi bị khô. Tạm được. Và giờ đến giờ mình nhảy lên máy bay về Mỹ rồi. Và lúc mình nhảy lên máy bay cái mặt mình nó kiểu à, thì mình tưởng là cái máy bay nó sẽ nhìn giống như vậy, có cái cửa và nó rộng hơn. Nhưng hôm nay mình lại gặp cái này. Nó rất là khác cái kia. Nhưng lại cùng hãng và cùng giá tiền. Hôm nay mình đi gặp xui và máy bay nó đã xì đổi. Nên mình đã bay máy bay nó cũ hơn cái kia. Hi hi. Và bây giờ mình đang trải qua một giai đoạn bị trầm cảm và buồn 5 phút. Rồi nước mắt vì máy bay. Các bạn ơi, máy bay ngầu nó đang nằm đằng kia kìa, ngay tầm mắt mình luôn. Nhưng mình lại không được nhảy lên nó.
Và máy bay này nó cũng hơi cũ hơn cái máy bay hồi sáng mình đi. Và cái chỗ mẹ mình ngồi thì rất là gố, tự nhiên có nguyên cái cục này ở đây, nhưng cái ghế lại ở đây. Thì nếu bạn xem video 18 tiếng trên máy bay, ta còn mời rượu nữa, nhưng mình không, Jenny không chơi thế đâu các bạn. Nên giờ mình sẽ thử cái sự trách nhiệm của các bạn bằng cách hỏi các bạn là mình nên uống nước cam hay là rượu champagne mở ngoặc Jenny dưới 18 tuổi đóng ngoặc, hay là thôi khỏi uống cho khác luôn đi. Mình cảm giác các bạn sẽ chọn cái thứ ba. Yeah. Và rốt cuộc các bạn đã chọn rượu. Nó dẫn thôi chứ các bạn chọn nước cam. Thank you. Nước cam. Và bây giờ mình sẽ ngồi để uống nước cam mà 65% các bạn đã bình chọn và liên tưởng về cái máy bay ngầu đằng kia. Đau đớn. Dưới cam này nó cũng ok, nó rất là ngọt. Để mình đổ cái nón này vào và mình nhìn giống như là mình bị trầm cảm thiệt đúng không ạ? Mình sắp rời khỏi Nhật, mình vẫn còn cầm cái quả chuối tí hon của mình. Quả chuối sẽ bay với mình về Mỹ luôn. Và ngoài cái sổ thì Tokyo nó không có nhìn giống Tokyo lắm, là vì ở đây là ngoại ô nên cũng hơi buồn. Mình nhét vô khẩu trang các bạn mới nghe thấy mình. Không sao với các bạn, cuộc sống vẫn trôi qua và mình vẫn còn sống. Mình đã buông bỏ máy bay ngầu không được đến với mình hôm nay, và điều đó hoàn toàn ok. Nhưng mà khám phá ra là chuyến bay này sẽ giống với hệt như video 16 tiếng trên máy bay. Và video đó kiểu là biểu tượng của mình, nên nó giỡn thôi chứ mình ổn chứ có gì đâu. Và với cái TV thì mình đã lắm cái gì đâu mà nó ra tiếng Nhật tùm tùm la, nên bây giờ mình đang ráng chỉnh lại. Nhưng ok, mình đã tìm thấy tiếng Anh rồi. Nhưng bây giờ mình đang ghép toilet nữa, là vì ở sân bay Nhật mê ăn quá nên không có đi toilet. Cái này không có ồn ào nữa vậy. Dính gì vào mắt rồi. Và mình thấy đồng phục cô tiếp viên Nhật nhìn dễ thương rồi sao, hơi giống búp bê. Và cậu đã cho mình cái khăn lau tay, có nghĩa là sắp sửa được ăn rồi. Mình đang lật menu và mình toàn thấy rượu ngoài trời. Tuốt ở đây mới là đồ ăn. Và điện thoại nó bay luôn. Nhưng các bạn nghĩ là mình nên đổ qua quay góc này, mà nó nhìn cũng khá là ổn đấy. Thôi góc này đi ha. Chờ mình nhìn thấy một quả táo à. Quên lại chuyện ăn thì mình đã hỏi các bạn là ăn trên máy bay mình nên ăn gì. Ăn đồ Nhật như là hồi sáng, hay là ăn đồ Âu hồi sáng các bạn không có chọn, hoặc là ăn đồ Nhật lẫn Âu, kiểu là gọi món khai vị Nhật và món chính Âu, hay là lựa chọn cuối cùng đấy là thôi khỏi ăn đi, lắm chuyện quá. Và ăn cái Nhật lẫn Âu kia cũng hơi bị lắm chuyện thiệt. Và mình kèm theo cái bài quá là phù hợp này. Úp và cô tiếp viên đã tới để cho mình gọi món. Đầu tiên thì gọi nước, và mình đã gọi cái nước bất thường nhất trên đây mình đã tìm thấy. Và rốt cuộc thì các bạn đã chọn 63% đồ Nhật lẫn đồ Âu, món lắm chuyện nhất trong đây. Giờ mình sẽ phải lắm chuyện thôi. Và giống lần trước mình phải giải thích hơi bị nhiều lần. Cậu rất là kiên nhẫn với mình luôn. Và sau khi mình gọi thì mình cảm giác kiểu là có tội hay sao. Bây giờ mình chỉnh video, mình mới phát hiện ra là cái mic màu hồng xến của mình nó đã bị hư rồi. Và mình nghĩ là vì cái sự lăn cu đeo này. Và cho nguyên phần video còn lại thì nói quá trời luôn, như nó không có thu gì hết. Các bạn có biết mình đã nói gì không, là vì mình cũng hoàn toàn quên là mình đã nói gì rồi. Như vậy thì chúng mình hãy chia buồn cho cái sự chết của cái mic màu hồng xến của mình. Cảm ơn vì đã đồng hành chuyến đi về Việt Nam của mình. Đồ cùi bắp. Và giờ mình sẽ review cái túi này người ta cho mình. Nó nhìn buồn hơn cái túi màu hồng hôm bữa mình nhận được. Và món thú vị trong đây là cái đồ xịt mặt, cho cái mặt nước chèm nhạc cho nó vui. Và lát nữa để coi phim thì mình đã hỏi các bạn là mình nên đeo tai nghe nào. Đầu tiên thì là tai nghe máy bay cho mượn, nó cũng ổn nhưng nó hơi chán. Hoặc là tai nghe mình đã xách theo trong ba lô của mình, khoan để mình lôi nó ra. Cái nào đây, kiểu như là cả hai cái cùng là tai nghe, cái ngoại hình nó khác khác nhau thôi. Và mình nghĩ cái này khá là dễ đoán, là vì cái màu hồng nó xớt ra rất là nhiều nên các bạn đã chọn cái đó. Tai nghe này đang muốn mình đuôi mắt. Như cái bao giờ 28% các bạn nghĩ là đeo cái này vào máy bay nhục quá không? Và mình không phải là gamer nên mình không có xài cái mic. Nhưng mình thấy cái này nhìn ổn, mà mình thấy nó ổn hơn là cái màu đen nhiều, là vì cái màu đen nó hơi bị chán, nó rất là chán. Như có thể đeo cái này người ta sẽ nhìn mình. Nhìn đeo cái màu đen này giống mọi người khác rồi, mình phải khác biệt chứ. Và các bạn biết sao, ghế ngồi mình nó ngay đằng trước nhà vệ sinh luôn. Nên mỗi 10 phút mình đều nghe thấy cái... Và bây giờ thì mặt trời đang lặn, như mình rất là tiếc là vì bên mình không nhìn thấy cái gì hết. Không có một chút màu mè luôn đấy. Và cái đứa bất thường hồi nãy mình gọi nó đã tới rồi, đây là nó. Và tự nhiên máy bay lại quyết định lắc khùng lắc điên. Mình không có gì đang xảy ra, nhưng mình nghĩ đây là bình thường. Hello, đây là mình lồng tiếng đây nha, các bạn hãy giả bộ như là cái mic mình nó không có chết. Thì đây là cái nước mờ ám mình đã gọi. Mùi ý hệt như là tương cà. Và đây đúng là nước cà chua mình chưa bao giờ thử trong cuộc đời mình bây giờ. Ok, uống thôi, hơi giống như là mình đang uống máu nhưng không phải. Và nước này giống như hệt như mình đang uống tương cà từ cái chai. Nó rất là bất thường. Mình cảm giác như là cái nước này mình nên chấm với khoai tây chi chứ không có nên uống. Mình nghe là tốt cho da thì mình gọi thôi chứ các bạn đừng có gọi. Ngoài kia các bạn thích uống tương cà.
Ngộ. Và đây là món ăn chơi trước khi món khai vị. Có cái tô này, có cà chua, thịt gì đó và có cái thanh này, có các hạt. Lại là mình lồng tiếng nữa đây thì đầu tiên mình sẽ thử cái thanh này. Kim biết bị hư nên không nghe tiếng phê ta. Nhưng đây là tiếng mình đã lồng vào. Và lúc đầu mình tưởng này sẽ ngọt nhưng ai nhẹ nó cũng khá là mặn. Và trong món này thì có cái này cũng khá là mờ ém. Lúc đầu mình nghĩ đây là lòng gà nhưng ai nghe nó là mè. Nhưng tính ra mè có phải là lòng không á? Nhưng món trước khai vị này kiểu là ăn nó khá là buồn cười, không có ăn nhập lắm. Và các bạn biết sao không, nãy giờ mình đeo tai nghe mình quên cắm vào. Nên bây giờ mình sẽ cắm vào để mình xem phim. Ấn cho cái tivi lên nè. Nhưng mình đã ngồi sao mà cái dây nó bị rối rồi. Nhưng trước khi mình ăn tiếp thì mình đã hỏi các bạn là mình nên xem phim con nít, phim người lớn hay là khỏi xem đi con này. Hỏi nhiều lắm chuyện quá. Phim con nít thì mình có cái phim mấy cái con thú này hát tập 2. Và cho phim người lớn thì có phim khá là kinh dị này, nhìn là biết ghê. Và phần mô tả nói là phim này rất là máu máu. Hai lựa chọn quá là khác nhau luôn. Và rút cuộc thì đây là thành quả. Và phim con nít đã thắng với 47%. Nên giờ mình sẽ bật phim mấy con thú này hát coi. Sẽ vui lắm đấy. Và mấy hôm nay mình đi bị ám ảnh bởi mấy con minh nhìn nào ở đâu cũng có hết á. Nhưng phim này phải gọi như là nó hơi bị nhảm nhưng cũng khá là vui. Bây giờ là phần quan trọng nhất, đấy là cái hình mà các bạn nhìn thấy khi các bạn bấm vào video này. Và mình cảm giác như là cô TV đang khá là phê bình những thứ mình đang làm. Ok thôi, không đủ rồi, bây giờ mình dừng thôi. Nhưng các bạn biết sao không, món khai vị đã tới rồi. Và tất nhiên mỗi bữa ăn thì kèm theo cái này để mình sưu tầm. Cho món khai vị Nhật này đầu tiên thì có cái này. Và mình ăn vào thì mình biết ngay đây là lương, là vì mình khá là quen với cái vị lương. Lương mà có cái thạch thạch này giống đó nữa. Và dưa leo. Tổng hợp bất thường thiệt luôn á. Tiếp theo thì là cái món gì giống cái bọc tiền nè. Lá này hơi giống lá gói bánh dày á. Úp, và ở trong đây thì là một cục cơm nắm. Cũng có thể là sushi gì đó. Và hình như đây là sushi cá hay là lương, mình cũng không có biết nữa. Úp, mình ngồi hơi chật. Tiếp theo thì là cục này nhìn hơi giống bánh dày, nhưng nhỏ hơn gấp 2 lần. Ăn bánh dày mini thôi và đây không giống bánh dày miếng nào là vì đây là chả cá. Tiếp theo thì là món trong cái lông lánh ông anh nè. Và đây là sứ, mình rất là yêu sứ, kiểu nó giòn giòn và sệt sệt hay sao. Quá là ổn. Và cái này thật sự mình không có thể đoán ra đây là cái gì luôn. Mình nghĩ đây là khoai, mình cũng chẳng biết. Trứng ngọt ngọt, tôm và cái này. Đây thì là khoai sọ, cà tím và hình như là quả bí gì đó, nó rất là ngọt. Cuối cùng thì là bà tuột sống, trời ơi, tổng hợp quá là ngố. Nói chung các món này cũng khá là ngon nhưng cũng khá là ngố. Và giờ mình đang vừa ăn vừa coi và trời, phim này nó ngố thiệt luôn đấy các bạn. Mình không hiểu gì đang xảy ra luôn đấy. Và sau đó thì món chính Âu của mình đã tới. Các bạn đã chọn lựa chọn lắm chuyện nhưng mình thấy là nó cũng khá là đáng rồi vì nó nhìn đẹp thiệt. Nhưng quan trọng nhất là nó có ngon hay không. Và các bạn ơi, ta đã nấu nó hoàn hảo luôn, nó còn đỏ ở trong. Ăn vào và ồ trời, nó ngon. Ăn cùng với nấm và khoai và ở trên đây hình như là phô mai gì đó. Và phô mai này thì trời ơi, mình yêu phô mai quá các bạn ơi. Về còn cá chê rồi, kiểu là phô mai cùng với sốt rượu vang cùng với thịt bò. Ôi, mình đã tuột xuống vì nó ngon quá. Giờ để mình yên tĩnh thưởng thức. Và cho ráng miệng thì cô ấy đã cho mình 3 lựa chọn. Mình không có thể hỏi các bạn như máy bay được là vì mình không có muốn trả tiền thêm cho wifi. Như lựa chọn thì là bánh sô-cô-la chan trái cây hoặc là đĩa phô mai. Và rốt cuộc thì mình đã chọn cái món mà rất là phù hợp khi uống trà. Đây là trái cái bánh kem. Trong 3 cái đó thật sự mình thấy bánh kem hấp dẫn nhất. Lần trước mình đã phô mai rồi và trái cây, ai mà ăn trái cây ha. Ăn bánh mới đáng chứ. Quá là mình lên không có ngọt quá. Mới gục trên đây thì gì đó ngọt ngọt chiên chiên. Nói chung Nhật làm tráng miệng là xuất sắc luôn. Mình làm. Tiết mục ăn đã xong rồi và mình đã hỏi các bạn là mình nên xem phim hay là chỉnh video để có clip để xem chứ. Hay là ngồi đó không, ngắm bầu trời. Mình đã đăng cái này và cái kết các bạn đã nói mình nên chỉnh video với 51%. Nhưng 8% ngồi đó không. Nên giờ mình đang vừa ăn vừa chỉnh video và xem phim nữa. Nhưng người nhà các bạn biết sao mà mình đeo tai nghe của mình, nhưng ở trong cái tai nghe của mình có cái tai nghe nhỏ của mình để mình chỉnh video nữa. Và mình đang nhìn vòng vòng và đa số là mọi người đang ngủ rồi. Có thể là vì bây giờ bên Mỹ đang là 3 giờ sáng. Nhưng phim này đang làm mình hơi nhức đầu nên mình đã bỏ cuộc coi phim và chỉnh video luôn. Và không biết sao nhưng mình thích chỉnh mấy cái video Việt Nam. Mình cảm giác như là nó có một không khí khác so với các video trước của mình. Kiểu như là mình vui vui thì sao. Nhưng nếu các bạn tò mò, một video mất mình khoảng 15-20 tiếng để chỉnh he. Và hiện tại mình đang trong trạng thái chỉnh video chăm chỉ, mạnh bạo. Vì mình không có wifi để coi lung tu nên kiểu như là mình đang khá là tập trung. Và video mình đang chỉnh thì ra một tháng trước rồi, các bạn đã video nào không? Chào mừng các bạn đến nhà vệ sinh. Mình sẽ ráng nhá lại cái mình nói. Hello, chào các bạn. Mình đã hỏi các bạn là mình nên đánh răng vì mình không bẩn thỉu, hoặc là ở dơ và khỏi đánh răng, coi các bạn có bẩn thỉu hay không. Và hên quá, đa số các bạn không bẩn thỉu là vì các bạn đã chọn mình đánh răng 85% luôn. Nên mình đã cướp một cái bàn chải đánh răng miễn phí từ máy bay và cái ly nước nữa, và mình đánh răng thôi. Các bạn hãy nhớ một ngày đánh răng 2 lần nha, không thôi bị sâu răng đấy. Mình không thể đứng yên một chỗ được. Úp 2 phút xong rồi nên mình đã nhổ ra và đó là xong tiết bẩn răng của mình. Quá là sạch, quá là thơm. Cuối cùng thì cái phim nhảm này nó đã hết và mình đã chỉnh xong video luôn rồi. Kiểu là không có xong nhưng cũng khá là xong. Và trời đang bắt đầu, mặt trời mọc lên.
Hồi nãy không xem mặt trời lặn nên bây giờ xem mặt trời mọc cũng ổn mà. Và mình đã đổi khẩu trang này và trở mình nhìn nhọn nhọn hay sao á. Úp người ta đã lại kêu mình đóng cái số lại. Nhưng giờ mình tham khảo đang ăn gì tiếp đây và mình đã chọn ăn dâu ua là vì kiểu là mình đang có một cơn thèm dâu ua sao. Mình không thường có cái cơn thèm dâu ua đâu như tự hôm nay lại có. Nhưng dâu ua dao này cũng khá là ngon. Dưới đây cho các bạn ăn nè, ăn đi. Mọi người thức dậy rồi nên mình đã mở cửa sổ ra. Khát nước quá. Nên mình đã gọi một ly Coca là vì cái này nó vừa xì xì, nó vừa đỡ khát nước nữa. Các bạn đừng uống mỗi ngày nha. Hình như mình bị nghẹt vô mũi rồi. Và giờ này là giờ gọi như là ăn sáng nên mình sẽ tham dò menu. Thì chuyến bay của mình cũng có đồ ăn sáng thiệt luôn á, nhưng kiểu như là mình hồi lần trước mình ăn không thích lắm nên mình sẽ bỏ rơi cái phần ăn sáng kèm theo và chọn cái món mà nó trong cái phần đồ ăn lung tung này. Và hai lựa chọn bên em nhất là mì hoặc là ăn cơm thịt gì đó. Hay là lựa chọn khùng đấy là lấy mì rồi cho cơm vào trộn. Mở ngoặc có thể bị chửi đóng ngoặc. Thật ra mình thấy cả hai cùng ngon nhưng mình rất là nhớ cái mì đó. Và cái kế thì các bạn đã chọn cơm mì. Các con số cũng khá là gần. Như 34% các bạn nói là lấy mì rồi cho cơm vào. Không biết nha. Nhưng đây là mì ramen hơi cay cay rất là đậm đà luôn. Mở khẩu trang ra thưởng thức thôi và mình rất là yêu cái này luôn. Mình rất là háo hức để ăn cái mì này luôn. Và kiểu thì mình cảm giác như là có khi mì trên máy bay nó ngon hơn mì dưới đất á các bạn. Và dưới đất mình chưa bao giờ tìm thấy mì nào mà nó giống như vậy. Mình không hiểu đây là cái gì nữa nhưng nó rất là ngon. Và mình đã ăn hết rồi. Nhưng để lại nước là vì nó rất là mặn. Thì hồi nhỏ mình đi máy bay lúc nào mình cũng được nhận đồ chơi hết. Nên mình đã hỏi các bạn trên máy bay mình nên xin đồ chơi con nít hay không. Nên dù đó hay là thôi già rồi. Và gắn thêm con này vào cho nó vui. Và cái kết thì các bạn đã nói 75% mình nên xin. Chỉ 25% các bạn nghĩ mình già thôi. Nên bây giờ mình đang lấy tinh thần để xin đồ chơi con nít. Năm nay mình 17 tuổi rồi các bạn ơi. Ok B, mình đang chờ cô tiếp viên đến. Hello. Tim đang đập nhanh quá các bạn ơi, ghê quá. Và sau 2 phút thì cô đã quay lại với đồ chơi. Có hai lựa chọn, có cái bộ chơi hoặc là cái túi và mình đã chọn cái túi. Cái túi nó có dụng hơn. Ok giờ mình review nè. Mình không bất ngờ mình vẫn có thể xin được đồ chơi. Mình tưởng người ta sẽ không có cho mình. Và đây là đồ chơi mình đã vừa tạo được. Nó là cái túi mà nó nhìn giống cái máy bay. Mình đã xài này đựng bút. Thấy không có gì đâu mà ngại. Được đồ miễn phí. Bây giờ mình rất là mắc toilet nhưng có người đang đi rồi. Và cuối cùng sau cả chục tiếng thì máy bay cũng đã đến Mỹ rồi. Mình đã đáp xuống sân bay Los Angeles và cái mắt mình đã đang không ổn chút nào, không biết mình bị sao nữa. Mình mong là mình ổn. Và sau 3 tuần và mình đã quay lại. Yeah. Hello các bạn. Thì bây giờ là buổi tối ở trên giường mình. Bây giờ mình sẽ làm skincare sau một chuyến bay quá là dài đấy. Ok. Mình rất là lười vào toilet nên bây giờ mình sẽ làm trên giường luôn. Thì ở đây mình có 3 cái mình sẽ làm trên giường. Có gì không? Cái đầu tiên thì là cái mặt nạ này. Đây thì là mặt nạ Tea Tree Pore Refining Essence Facial Mask. Ok. Cái này xuất xứ từ Đài Loan và nó là một cái mặt nạ giấy. Và thành phần chính của nó thì là tràm trà. Nên mình mong là cái này sẽ làm cái mặt mình nó thoáng mát hơn và làm khít lỗ chân lông nè. Mình sẽ nhìn hơi giống như là nhát ma nhưng các bạn thông cảm. Mình nhìn giống như là hơi bị ghê. Và cái này nó sẽ cấp ẩm cho da mình. Và kiểu là cái chất liệu nó rất là mỏng nhẹ nên nó có thể thấm vào da mình rất là dễ và nhanh chóng nữa. Và hơn nữa cái này có thể kiểu như là giúp mình vấn đề điều trị mụn. Cái mặt mình buồn cười lắm, kiểu là có khi nó nổi mụn nhưng mỗi lần nó nổi là một cái, hai cái thôi. Đối với mình thì nó khá là nhanh. Và bây giờ mình sẽ đắp nó cho 10 phút. Bây giờ mình thư giãn. Phê quá các bạn ơi, nó mát mát á. Mát này trời nóng dữ luôn á. Cuộc sống của bạn sao rồi? Mình nhớ Việt Nam không? Ok các bạn, bây giờ đã là 10 phút sau. Và mình sẽ tháo nó ra. Mặt Jenny đã quay lại. Và các bạn dùng mặt nạ này các bạn không cần lau đi. Là vì các bạn để trên mặt bạn á thì nó sẽ thấm vào da bạn. Tiếp theo thì là serum này của hãng Dear Clears của Hàn Quốc. Và đây thì là serum gọi là Freshly Juiced Vitamin D Serum. Rất là tươi, kiểu là vắt trái cây tươi. Và các bạn biết sao, đây có chiết xuất rau má nữa. Yeah, nước mình yêu thiêu thích ở Việt Nam. Và dùng cái này sẽ cấp ẩm cho da mình. Và nó cũng kiểu như là và cái này có thể làm cho da bạn nó sáng hơn. Cái này kiểu mình đang nhỏ nhỏ trên da mở được vào mũi mình. Chờ cái vót mình không chờ. Và bây giờ mình sẽ thoa đều. Và cái này rất là tốt để các bạn xài trước khi các bạn bôi kem chống nắng. Nhưng tình hình thì
là buổi tối, nhưng các bạn vẫn xài buổi tối cũng được. Nhưng xài trước kem chống nắng nó sẽ rất là hiệu quả và tốt cho các bạn có da nhạy cảm. Và cuối cùng thì mình có cái kem dưỡng này, đây là Vitamin Tree Water Gel từ hãng I'm From. Và các bạn biết sao không? Một cái vui vui đây là kem dưỡng quốc dân bán được gần 1 triệu sản phẩm ở Việt Nam luôn. Chắc chắn là cái này sẽ rất là phù hợp cho các bạn nào ở Việt Nam, là vì bán được gần 1 triệu hũ. Và cái chất của cái kem này kiểu là nó cái chất mình rất là yêu luôn. Đấy là cái chất mà nó gel á. Nó rất là mát mát trên da của bạn. Và cái này đặc biệt là vì nó có chiết xuất từ hắc mai biển. Nó cảm giác mát cái da mình đúng không? Trời nó rất là nóng, buổi tối còn nóng nữa. Cái này nó đang làm cái da mình rất là phê. Và cái này sẽ giúp bạn kiềm dầu và làm da mặt rất là mịn. Cái hộp nó nhìn dễ thương thì sao á. Và đó là tiết mục skincare trên giường của mình. Mình mong là các bạn thích cái tiết mục này. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ.